Rồi, con vào đây. Dạ. Ngồi đi con. Vâng. À, bố là bố thấy tình cảm của bố con dạo này đi xuống, thế nên là hôm nay bố quyết định mời con đến đây ăn để bố con mình tăng cái tình cảm hơn tí nữa. Dạ. Sao thế, nhưng mà bố bảo là dẫn con đến một cái nhà hàng có đặc biệt. Con thấy nhà hàng này vẫn như các cái nhà hàng bình thường khác, đặc biệt chỗ nào? Dạ, xin kính chào hai quý khách ạ. Nhà hàng của chúng tôi vô cùng đặc biệt. Và điểm đặc biệt nhất của nhà hàng chúng tôi, quý vị có biết là gì không ạ? Không. Dạ vâng, là chiếc máy phía trước quý vị đang nhìn thấy kìa. Ừ. Vâng, nghĩa tưởng đây chỉ là một cục sắt thôi, nhưng đấy là một điều vô cùng kỳ diệu của nhà hàng chúng tôi ạ. À. Chiếc máy này mang tên là chiếc máy phơi bày sự dối trá. Chỉ cần nói dối thì nó sẽ phát ra một âm thanh tè. Còn khi các bạn nói thật thì nó sẽ không phát ra tín hiệu gì cả. Dạ vâng ạ. Thôi kệ nó đi bố, con đói quá rồi. Con muốn xem menu, đói quá rồi. Vâng, đây là menu ạ. Bố ơi. Hả? Toàn đồ đắt thôi, bố không mang đủ tiền không? Con cứ gọi thoải mái đi. Hôm nay bố thoải mái luôn, bố rất nhiều tiền, bố không có gì ngoài tiền. Dạ. À thì... Dạ, em cũng không đói lắm, em bắt mì tôm nữa. Cho thêm hai quả trứng trần. Nửa con gà luộc ạ. Cả con gà luộc kìa. À, thế bố ăn gì bố? Bố không ăn đâu, bố no lắm rồi, bố không đói. Thôi thì như con trai tôi nhé. Dạ vâng ạ, tôi vừa tiếp nhận order của hai tượng khách đây. Và xin giới thiệu một chút về nhà hàng của chúng tôi. Thì nhà hàng của chúng tôi được thành lập cách đây rất là nhiều năm. À dạ vâng ạ, nhà hàng của chúng tôi thì luôn phục vụ quý khách hàng trên tinh thần là thân thiện. Và khách hàng thì luôn luôn là thượng đế. À dạ vâng, là nhà hàng của chúng tôi là phục vụ những món ăn là với thực phẩm vô cùng tươi ngon sạch sẽ. Vâng. Giá thành của tất cả những cái món ăn thì rất là vừa phải và vừa với túi tiền của... thì là nhà hàng vừa mới xây xong đấy thì làm sao? Có thực phẩm thì ôi thiêu đấy thì làm thế nào? Bây giờ làm thế nào, nhà ngoài chợ nó không bán thì làm thế nào? Thì đắt một tí thì cũng phải chịu chứ, vừa mới xây xong vừa khánh thành thì làm thế nào bây giờ? Dạ vâng ạ, à, quý vị vui lòng chờ trong giây lát ạ. Đồ ăn sẽ ra ngay đây ạ. Thôi chờ 2 tiếng đi. Lỡ rồi thôi bố. À mà này, thì cho bố hỏi là tình hình học tập của con dạo này thế nào? Tình hình học tập của con thì lúc nào chỉ nhất lớp nhất trường ạ. À. Điểm tổng kết kỳ vừa rồi con được 3,5. Thì con được hạnh kiểm gì? Tốt, con lúc nào chỉ quý bạn quý bè tốt. Con vừa mút mắt hai bạn rồi. À bố. Sao? Ngày xưa bố với mẹ là ai tán nhau trước đấy ạ? Thì tự nhiên là mẹ mày phải chạy quỳ lạy tao rồi tao mới cười đấy. Thì là do bố đi chạy theo mẹ mày rồi quỳ van xin với con. Bố? Hả? Bố phải người trung tình. Thì tự nhiên tao là một người trung tình rồi. Thì đôi khi cũng có 2-3 lần. Thôi, đàn ông mà, con là thông cảm cho bố. Ừ, thế là được đấy con. Của bố. Bố có yêu thương con thật lòng không bố? Thì tất nhiên là bố yêu thương con thật lòng rồi. Con chính là thành cái thành quả đúc kết của tình yêu giữa bố với mẹ đấy, con hiểu không? Nào? Con là con ruột của bố. Có nghĩa là... Này. Thế là lâu nay tao bị cắm sừng à? Hả? Ôi, không kêu là đúng rồi bố ơi. Sao đâu kêu? Mày... À, bố! Mày không phải con của tao! Bố có yêu thương con thật lòng không bố? Thì tất nhiên là bố yêu thương con thật lòng rồi. Bố! Hai bố có chuyện gì đấy? Ôi này! Kính thưa quý vị, và đây là một sự cố ngoài ý muốn của nhà hàng của chúng tôi.
châm ngôn của nhà hàng giàu sức sống nhưng thiếu nghị lực của chúng tôi là không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà chúng tôi chỉ muốn xây dựng những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người hãy luôn luôn chân thật với nhau, luôn tôn trọng sự thật và hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì với sự dối trá thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Mà nó lòi ra rồi nó đâm phải ai thì tôi cũng không biết. Cho nên là hãy luôn luôn xây dựng một niềm tin bằng sự chân thật. Bởi vì niềm tin là một thứ gì đó với giá trị vô cùng tuyệt vời. Nếu đánh mất đi niềm tin, các bạn sẽ rất khó có thể lấy lại được. Và ngày hôm nay, để chào mừng sự kiện hai bố con tìm ra sự thật to lớn này, thì tôi xin tuyên bố là nhà hàng của chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ các món đồ ăn. Vâng, và từ ngày hôm nay trở đi thì nhà hàng của chúng tôi cũng tạm ngưng dịch vụ là phơi bày sự dối trá. Và từ ngày hôm nay trở đi, nhà hàng của chúng tôi hoạt động bình thường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.